Việc khách hàng không hài lòng là chuyện bình thường vì chúng ta biết rằng không thể nào làm hài lòng hết mọi người. Nhưng điều quan trọng là biết ai không hài lòng và ai hài lòng để đối phó trước khi họ lên online phàn nàn người mình. Theo tâm lý, chỉ có những người không hài lòng mới phàn nàn, còn đa số những người hài lòng thì họ lại im lặng. Vậy chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội để khuyến khích những khách hàng hài lòng để lại review trên Google hoặc Yelp. Easy Check-in là app sẽ giúp quý vị làm được điều này và hiện giờ nó đang hoàn toàn miễn phí.